của chàng của Triệu Lệ Dĩnh do gì? Rốt cuộc là đang quay phần 2 của Sở Kể Chuyện hay Hoa Thiên Cốt? Sáng ngày 14 tháng 6 trên Weibo xuất hiện một số hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong tạo hình của Trang. Một số hình ảnh cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đang ở phim trường, có thể đã kết thúc cảnh quay, trò chuyện khá vui vẻ với các nhân viên đoàn phim. Theo những hình ảnh này, tạo hình của Trang trong bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh rất đơn giản, trang phục màu hồng, kiểu tóc cũng không quá cầu kỳ. Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh còn xuất hiện diễn viên đóng thế, nên có lẽ đây giống như ekip của một bộ phim hơn là dự án quảng cáo. Theo một blogger thì Triệu Lệ Dĩnh đang quay Sở Kiều Chuyện phần 2, bộ phim đang lặng lẽ khai máy khi nam chính vẫn giữ nguyên là Lâm Canh Tân. Thế nhưng, nhiều thông tin cho hay dự án phim truyền hình đình đám Hoa Thiên Cốt cũng đang có kế hoạch quay phần 2 và nữ diễn viên chính đang được cân nhắc giao cho Triệu Lệ Dĩnh. Từ đó, một số fan đoán những hình ảnh tạo hình mới này có thể là Hoa Thiên Cốt phần 2. Bởi lẽ, theo tin đồn thì dàn diễn viên chính gồm có Triệu Lệ Dĩnh vai Hoa Thiên Cốt, Triệu Hữu Đình vai Bạch Tử Họa và Lộc Hàm vai Sát Thiên Mạch. Theo bạn, từ những hình ảnh trên đây sẽ là tạo hình của nhân vật nào?